Các bạn đang nghe Radio Lý Đường Trẻ số 07 năm 2024. Lê Minh Thành và Ngọc Hân thân chào quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn. Chương trình Radio Lý Đường Trẻ do Câu lạc bộ Lý Đường Trẻ tỉnh Bến Tre sản xuất và phát thanh lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Tuổi Trẻ Bến Tre. Kính chúc quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu thương. Quý vị khán thính giả thân mến, đến với Radio Lý Đường Trẻ số 07 hôm nay, chúng ta sẽ được nghe những nội dung chính như sau. 1. Bài viết Nguyễn Đình Chiểu, những vần thơ thức tỉnh lương tri, phẩm giá con người. 2. Phát huy vai trò tổ chức đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. 3. Tuổi trẻ Ba Tri với truyền thống văn hóa, lan tỏa tình yêu quê hương. 4. Công bố đáp án, kết quả tham gia câu hỏi cho quý vị khán giả tuần qua và câu hỏi tuần này. 5. Chuyên mục thanh niên hỏi, chính sách dành cho thanh niên tình nguyện. 6. Điểm sách Lý Lượng Trẻ, trích bài viết Anh Bảy Hoàng, người lính già vui vẻ với quê hương xứ Dừa, trong tác phẩm Ký ức 55 năm mùa xuân. Sau đây, thân mời quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn lắng nghe. Bến Tre vừa tổ chức thành công chuỗi hoạt động Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre và kỷ niệm 202 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu. Nhắc đến nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta ai cũng nhớ như in hai câu thơ nổi tiếng của ông. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đầm mấy thằng giang bút chẳng tà. Ý tưởng từ hai câu thơ cũng được phát họa thành biểu tượng ngành văn hóa tỉnh Bến Tre đã trở nên quen thuộc qua nhiều thế hệ. Để làm sâu sắc thêm ý nghĩa của các câu thơ đầy tính cách mạng và hiệu triệu lòng người của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, sau đây, Ngọc Hân xin gửi đến quý thính giả bài viết Nguyễn Đình Chiểu, những vần thơ thức tỉnh lương tri, phẩm giá con người. Mời quý thính giả cùng nghe. Bác Hồ căn dặn, những người cộng sản chúng ta phải rất quý trọng cổ điển, có nhiều dòng suối tiến bộ chảy từ ngọn núi cổ điển đó. Càng thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, càng phải coi trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông. Một ngọn núi cổ điển vĩ đại là nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, người được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới với những căn cứ trước tác thơ yêu nước, giàu giá trị nhân đạo, trân trọng, quý mến con người, mang ý nghĩa văn hóa, giáo dục sâu sắc, có tầm ảnh hưởng lớn. Cụ Đồ Chiểu có câu thơ bất hủ, chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đầm mấy thằng giang bút chẳng tà. Chúng ta vẫn hiểu là nói về sứ mệnh con thuyền nghệ thuật chở đạo lý. Người nghệ sĩ là chiến sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại kẻ xấu, kẻ gian. Câu thơ này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng để phát họa biểu tượng văn hóa của tỉnh Bến Tre, có ý nghĩa cụ thể là con thuyền chuyên chở những đạo lý nhân sinh với ngòi bút sắc bén để lên án, chiến đấu và tiêu diệt những thói hư, tật xấu. Một trong những bài thơ của cụ Đồ Chiểu có tính răn dạy sâu sắc là bài Thà Đuôi. Mở đầu bài thơ, tác giả viết, thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt, ông cha không thờ. Không chỉ nếp nhà, gia phong, đạo nhà trọng hơn là đạo tổ quốc, là đạo lý, phép tắc quốc gia. Ông cha là tổ tiên, là lịch sử. Người có đạo lý là người biết giữ gìn, bảo vệ, hy sinh vì nước. Kẻ vô đạo là kẻ quên tổ tiên, quên lịch sử. Sôi điều ấy vào tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Duột, ta hiểu thêm, cụ Đồ Chiểu đã điêu khắc một tượng đài của đạo lý lòng yêu nước bằng ngôn ngữ của tình yêu thương, khâm phục, kính trọng. Dầu đuôi mà khỏi danh nhơ, còn hơn có mắt, ăn dơ tanh rình. Câu thơ như nói với hôm nay, cái danh dự con người là quan trọng, là thiêng liêng, đừng để danh dự mình nhơ bẩn. Thế mà nay, sao vẫn có kẻ có mắt, lại ngược lại bán rẻ danh dự, nhân cách của mình, đổi lấy những đồng tiền, những lợi ích vật chất tanh rình. Dầu đuôi mà đặng trọn mình, còn hơn có mắt, đổi hình tóc râu. Sống ở đời là phải cần đến bản lĩnh. Thời nay càng vậy, vì trong sự hội nhập toàn cầu, không tránh được những cơn gió văn hóa độc hại từ bên ngoài thổi tới. Nếu không có sức đề kháng, sẽ nhiễm độc. Để trọn mình, phải có lý tưởng, có hiểu biết, có bản lĩnh, để đừng a dua, đừng học đòi. Trước khi tiếp thu cái hay, cái mới của người, mình phải là mình đã, nếu không sẽ tự khắc biến thành kẻ khác.
còn nhiều điều phải học nữa. Thiết nghĩ những điều cụ Đồ Chiểu dạy về đạo lý với người cách mạng chúng ta hôm nay cần phải đưa vào những chương trình học tập, rèn luyện thường ngày, coi đó như là một cách trau dồi, thấm thía những điều nhân nghĩa, nhân văn ở đời. Nhiều chuyên gia thế giới khẳng định cụ Đồ Chiểu là cây đại thụ liên văn hóa, có chùm rễ rất khỏe, cắm sâu vào các mảnh đất văn hóa, truyền thống yêu nước, thương người của văn hóa Việt, phẩm chất quân tử của đạo Nho, từ bi của đạo Phật, bác ái của đạo Công giáo. Điều này lý giải, cụ giỏi Nho nhưng sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm, hướng tới đối tượng đọc là dân nghèo, đó là một cách chở đạo vì dân mà gần dân, thân dân. Là một tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực phi thường, về đạo lý làm người, cứu giúp người. Cụ là hình mẫu cho người trí thức hôm nay về trí tuệ, tình thương, trách nhiệm trước xã hội. Qua các trước tác của mình, cụ đã để lại di sản lớn mang tầm mẫu số chung với văn hóa nhân loại, ca ngợi con người, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu. Ngẫm lại những lời cụ Đồ Chiểu xưa để lại cho hậu thế nhiều bài học còn nguyên giá trị. Mỗi một con người từ khi sinh ra, lớn lên sẽ đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, gặp rất nhiều người. Trong hành trình đó, chúng ta sẽ buộc phải đứng trước nhiều sự lựa chọn mà tụ trung lại, vẫn là chọn con đường tốt hay xấu, vì ích kỷ cá nhân hay lợi ích chung của mọi người, mà trong đó có cá nhân của mình. Vậy thì sống sao cho phải đạo, sống sao cho xứng đáng là người Việt Nam, là người con xứ Dừa Bến Tre. Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, bản lĩnh, tự cường, tự trọng, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo sẽ quyết định việc làm của mỗi người có xứng đáng với truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời để lại hay không. Trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, mở ra nhiều thời cơ thuận lợi đối với phát triển kinh tế của tỉnh, xác định vai trò của tổ chức đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cán bộ đoàn, đoàn viên đã tích cực tham gia các tổ tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các công trình dự án. Để việc tuyên truyền vận động được hiệu quả, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp sau. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn phát huy tính năng gửi thông tin tuyên truyền trực tiếp bằng tin nhắn cá nhân của người quan tâm Zalo Bay Tuổi Trẻ Bến Tre đã thể hiện tính chủ động của tổ chức đoàn trong cung cấp thông tin tuyên truyền vận động đến người dân. Thứ hai, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ 1+2. Mỗi cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh có ít nhất 60 ngày đi cơ sở trong năm, trong đó có ít nhất 2 đợt đi chuyên đề tối thiểu 5 ngày liên tục. Qua chế độ đi cơ sở, cán bộ tỉnh đoàn phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ đoàn cơ sở tuyên truyền, nắm bắt dư luận của nhân dân về vấn đề giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác. Thứ ba, triển khai đồng bộ các mặt công tác theo tinh thần, thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở, tổ chức các phong trào, các chương trình hành động cách mạng, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Tại những vùng có công trình, dự án hoặc nhiệt điểm nóng về các vấn đề mặt bằng, tạo điều kiện, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên cùng gia đình trong vùng dự án, công trình bị ảnh hưởng lao động sản xuất tái định cư. Thứ tư, tích cực vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành và tham gia vận động người thân, gia đình chấp hành các chủ trương, chính sách về giải phóng mặt bằng. Đoàn cấp tỉnh thực hiện tốt vai trò thành viên các ban vận động. Đoàn cấp huyện cơ sở tích cực tham gia các tổ chức vận động tại địa phương, thường xuyên phối hợp, tuyên truyền cho nhân dân, trước hết là đoàn viên, thanh niên và gia đình. Thứ năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đoàn xây dựng kênh thông tin nội bộ để thường xuyên cung cấp và tiếp nhận thông tin phản ánh từ cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, báo chí, theo dõi, phát hiện sự chống phá của các phần tử xấu liên quan đến các công trình, dự án, qua đó kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ đạo định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho đoàn trực thuộc, đảm bảo nhanh, chính xác và hiệu quả. Thứ sáu, các cấp bộ đoàn cũng phát huy vai trò trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền theo quyết định số 27 và quyết định số 28 của Bộ Chính trị, qua đó phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới,
để công tác tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án được hiệu quả, đoàn các cấp sẽ quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau. Một là tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan để giúp người dân hiểu về chủ trương, mục đích, các bước quy trình, quy định, từ đó thống nhất, ủng hộ về cách làm, trước, trong và sau dự án, đảm bảo an sinh, sinh kế cho người dân. Trong tuyên truyền vận động có tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân nói, tìm hiểu từng hoàn cảnh cụ thể, phối hợp giải quyết kịp thời thiếu sót trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân, đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Hai là đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng cán bộ đoàn làm báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở, sao cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên phải hiểu rõ lĩnh vực cần vận động, có kỹ năng tuyên truyền tốt, lắng nghe kiến nghị chính đáng của người dân để phối hợp chính quyền địa phương đề xuất hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Ba là nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ đoàn, mở rộng các mối quan hệ công tác để kết nối, mời gọi các chuyên gia tham gia với đoàn trong giám sát, phản biện, góp ý, phát huy vai trò đoàn là đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là tại những nơi có công trình, dự án đi qua. Hòa cùng với dòng chảy lịch sử dân tộc, quê hương Ba Tri được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa cách mạng. Nhiều di tích văn hóa lịch sử có giá trị và tác động sâu sắc đến nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tự hào và tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, tuổi trẻ Ba Tri luôn nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống văn hóa đặc sắc của huyện nhà. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện nhà đã có nhiều mô hình, hoạt động định hướng cho thanh niên tham gia vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, thanh niên vừa có nhiều điều kiện để tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về văn hóa, vừa có cơ hội để nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương. Đồng chí Đặng Văn Phúc, Bí thư huyện đoàn Ba Tri cho biết. Hàng năm, huyện đoàn Ba Tri xem chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi chủ động phối hợp với các ngành, chuẩn bị nguồn lực, nội dung chương trình từ rất sớm để đảm bảo tổ chức được các hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực nhất. Chúng tôi tin rằng tuổi trẻ khi được hiểu rõ về truyền thống, khơi gợi hành động đúng cách, thì từng đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để góp sức trẻ của mình phát triển quê hương. Trong chuỗi các hoạt động mà đồng chí Bí thư huyện đoàn vừa chia sẻ, đầu tiên có thể kể đến Ngày hội Thanh niên Ba Tri với truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre được tổ chức hàng năm từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7. Huyện đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như ngày hội trò chơi dân gian, hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Ba Tri đất và người, sân khấu hóa nói thơ Vân Tiên và diễn xướng sắc bùa Phú Lễ. Với các nội dung tìm hiểu văn hóa Ba Tri đất và người, các giá trị đạo đức của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, lịch sử đảng bộ huyện, thi viết chữ thư pháp, thi thắt lá dừa, sân khấu hóa, đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về truyền thống văn hóa địa phương, giá trị văn hóa của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Qua đó, phát huy tinh thần học tập, giao lưu, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời phát hiện ra những năng khiếu, kỹ năng nói thơ Vân Tiên, hát sắc bùa Phú Lễ trong cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh. Từ đó, bồi dưỡng, duy trì những giá trị truyền thống của quê hương, giáo dục truyền thống yêu nước, thúc đẩy việc hình thành lối sống văn hóa tích cực cho thế hệ trẻ. Hoạt động tiêu biểu tiếp theo là đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề Tuổi trẻ Ba Tri với danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên được xem phim tư liệu về thân thế, cuộc đời và lịch sử của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, tham gia thảo luận, trao đổi, phân tích về những tư tưởng, đức tính, nhân cách của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu để cảm nhận sâu sắc về
về nhân cách của ông là một minh chứng sống động về nghị lực và ý chí của con người. Soi mình vào tấm gương của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Ba Tri ngày nay cần gương mẫu, rèn luyện và nhân cách của mình để ra sức phấn đấu, rèn luyện hình mẫu thanh niên đồng khởi tiêu biểu. Biết tên đường, yêu lịch sử là một hoạt động tiêu biểu nữa của huyện đoàn Ba Tri, giúp thanh thiếu nhi và người dân hiểu rõ ý nghĩa lịch sử, tiểu sử và công lao của các anh hùng dân tộc. Danh nhân văn hóa khi lưu thông trên đường, đây là phương pháp giáo dục có tính trực quan, sinh động, dễ hiểu và tạo nhiều chú ý từ người xem. Người đi đường chỉ cần trong khoảnh khắc ngắn có thể đọc và hiểu cơ bản về danh nhân của tuyến đường mang tên mà mình đang lưu thông. Từ đó thúc đẩy tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc cho mọi công dân nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Đồng thời, để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu, tự hào và có trách nhiệm hơn với nơi mình đang sống. Bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ Ba Tri đã và đang muốn góp sức mình với việc lưu giữ, bảo tồn văn hóa địa phương thông qua các hoạt động đoàn, đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của quê hương. Kính thưa quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn. Radio Lý Đường Trẻ số 06 vừa qua có 3 câu hỏi với đáp án như sau. Câu 1. 5 nhóm tiêu chí xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc cho tỉnh đoàn xác định là gì? Đáp án. Có 5 nhóm tiêu chí. Giáo dục, ứng xử, điều kiện vật chất, y tế và chăm sóc sức khỏe, điều kiện tinh thần. Câu 2. Chương trình tiếp sức mùa thi tại tỉnh Bến Tre đến năm 2024 là trải qua bao nhiêu năm? Đáp án. 10 năm. Câu 3. Bạn dự đoán sẽ có bao nhiêu lượt nghe radio tuần này? Đáp án. 19.000 lượt nghe. Xin chúc mừng thính giả có tài khoản Facebook tên Thiều Mến đã trả lời đúng 2 câu hỏi chính và dự đoán gần đúng nhất với đáp án câu hỏi phụ. Mời bạn nhắn tin cho fanpage để cung cấp thông tin và nhận quà từ câu lạc bộ Lý Đường Trẻ. Sau đây, Lê Minh Thành xin đọc 3 câu hỏi của radio tuần này. Câu 1. Bạn hãy cho biết từ cảm hứng 2 câu thơ của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu đã phát họa nên biểu tượng văn hóa tỉnh Bến Tre có ý nghĩa cụ thể là gì? Câu 2. Trong bài viết về Bác Bảy Hoàng có nhắc 4 câu thơ nổi tiếng của Bác Hồ. Bạn hãy cho biết nội dung của 4 câu thơ. Câu 3. Bạn dự đoán có bao nhiêu lượt nghe radio tuần này? Thân mời quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn nghe kỹ radio và tham gia trả lời bằng cách bình luận trực tiếp bên dưới để có cơ hội nhận quà. Thời gian nhận kết quả từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2024. Chúc quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn thật may mắn. Kính thưa quý đồng chí, quý vị khán thính giả cùng các bạn, từ khi radio Lý Đường Trẻ phát sóng ở số 04 đã mở hộp thư và chuyên mục Thanh niên hỏi dành cho đoàn viên thanh niên gửi câu hỏi cần giải đáp đến ban thường vụ tỉnh đoàn thông qua câu lạc bộ Lý Lượng Trẻ. Ban biên tập radio Lý Lượng Trẻ đã nhận được nhiều câu hỏi và đã giải đáp trực tiếp nhiều vấn đề. Trong đó có một số câu hỏi liên quan đến chính sách dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện được nhiều bạn quan tâm. Có nội dung như sau. Xin cho tôi biết, nếu tôi là thanh niên tham gia tình nguyện thì tôi được hưởng những chính sách gì? Xin cảm ơn bạn đã có câu hỏi rất kịp thời trong giai đoạn cao điểm hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ cả nước. Radio Lý Đường Trẻ xin phản hồi thông tin cho bạn như sau. Đối với thanh niên tình nguyện, thì căn cứ Nghị định số 17 ngày 9 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Thanh niên tình nguyện tham gia vào các công trình dự án phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc hoặc tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn, hội và các tổ chức hợp pháp khác của thanh niên thì được hưởng những chính sách cụ thể như sau. Thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện, được hưởng tiền bồi dưỡng trong thời gian hoạt động tình nguyện, được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân nếu có, đảm bảo an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện, được tham gia hoạt động đoàn thể, được bồi dưỡng, xét kết nạp vào đoàn, kết nạp vào đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
thanh niên có hành động dũng cảm, bị chết hoặc bị thương, thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, thì được xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, trong khi hoạt động tình nguyện bị tai nạn, thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện đảm bảo chính sách. Khi kết thúc hoạt động tình nguyện, thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và quy định của pháp luật về việc làm, được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc, nếu hoạt động tình nguyện từ 3 tháng trở lên. Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang, tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước theo quy định của pháp luật. Thanh niên là học sinh, sinh viên, tham gia hoạt động tình nguyện, có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân mà bị thương, cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì được xem xét, tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập. Thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Trên đây là những thông tin cơ bản về chính sách dành cho thanh niên tình nguyện. Radio Lý Lương Trẻ tỉnh Bến Tre xin thông tin đến các bạn và những thanh niên đang quan tâm đến hoạt động tình nguyện ý nghĩa này. Quý thính giả thân mến, khi nhắc đến đồng chí Trần Công Ngữ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện đang là chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, thì các đồng chí, đồng đội thường gọi bác với cái tên thân thương là anh Bảy Quàng. Với những đóng góp quý báu của mình cho phát triển văn hóa xã hội của tỉnh, năm 2022, đồng chí Trần Công Ngữ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Công dân đồng khởi tiêu biểu và là tấm gương sáng cho tuổi trẻ noi theo bởi tinh thần làm việc gì, ở cương vị nào cũng luôn tận tụy, tâm huyết, hết mình. Trong chương trình Radio Lý Luận Trẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe đoạn trích trong bài viết Anh Bảy Quàng, người lính già vui vẻ với quê hương xứ Dừa của đồng chí Bùi Văn Chương, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, được in trong quyển sách Ký ức 55 mùa xuân do nhà xuất bản Trẻ xuất bản năm 2021. Chúng tôi là lớp cán bộ trưởng thành sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, may mắn được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ khá bài bản, được các thầy là giáo sư, tiến sĩ giảng dạy, có thầy được đào tạo ở nước ngoài. Nhưng đối với tôi, anh Bảy Quàng là người thầy đáng kính nể. Anh không phải giáo sư hay tiến sĩ, nhưng anh đã đào tạo cho lớp chúng tôi lớn lên và trưởng thành qua cách sống của anh. Đó là bài học mà không sách vở nào nói hết được. Cái chất, cái cốt cách trong anh, từ cách cư xử, lo lắng, chia sẻ, chăm lo cho mọi người, cộng với trách nhiệm, đã hình thành ra lớp cán bộ chúng tôi như ngày hôm nay. Các công trình văn hóa mà anh đã tâm huyết, có hình hài như ngày nay là khu lưu niệm và đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Những năm ấy, việc dành nguồn vốn bạc tỷ để xây dựng các công trình văn hóa là không tưởng. Bởi sau chiến tranh, Bến Tre là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, ngân sách trung ương hỗ trợ hoàn toàn. Vậy mà anh vẫn theo đuổi, tranh thủ, thuyết phục mọi người từ quy hoạch, thiết kế bản vẽ đến kinh phí, thời gian. Thế là công trình ra đời và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Có thể nói anh như con tầm nhã tơ. Nói đến Bến Tre thì ai cũng biết đây là quê hương đồng khởi. Vậy mà tỉnh muốn có một khu di tích đồng khởi thì không dễ tí nào. Nhớ lời bác dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Anh kiên trì đi từng bước một, không nản lòng. Đường về Định Thủy phải qua nhiều cây cầu mà hầu hết các xe có tải trọng trên 5 tấn đều không thể qua được. Thế là anh miệt mài đề xuất kinh phí làm lại hệ thống cầu, lộ giao thông, tính khả thi cho công trình rõ dần. Thế là khu di tích đồng khởi, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương xứ Dừa đã được hình thành và nay đã được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt.
Bài hát Dáng Đứng Bến Tre đi vào lòng người với hình ảnh bà mẹ xứ dừa của đội quân tóc dài, với những cô gái Nam Bộ trong chiếc áo bà ba và khăn rằn quấn cổ. Anh cùng các đồng chí lãnh đạo ngành văn hóa thời ấy đã góp phần phôi thai, đưa ra ý tưởng tạc tượng bà mẹ xứ dừa đặt nơi trang trọng nhất, đẹp nhất. Bến Tre với truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng một lòng sắt son với Đảng, với Bác Hồ là một trong những địa phương của Nam Bộ có chi bộ Đảng ra đời sớm nhất. Anh thường nói với chúng tôi, làm sao mình phục dựng và xây dựng khu di tích Gia Đôi, nơi chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, để chúng ta ghi công và tỏ lòng kính trọng các bậc tiền bối cách mạng để giáo dục cho thế hệ mai sau. Rồi anh lại thất bật, đi vận động, thuyết phục, quy hoạch, kinh phí và Bến Tre lại có khu di tích về chiếc nôi đầu tiên gieo hạt giống cách mạng cho tỉnh. Giờ đây, đi đâu trên vùng đất xứ dừa này, khi hình ảnh các công trình văn hóa, xã hội, anh em chúng tôi đều nhắc đến sự đóng góp không nhỏ của anh trên những công trình ấy, với cống hiến không toan tính, anh như con ong cần mẫn đem mật ngọt cho đời. Thưa các đồng chí và các bạn, Radio Lý Luận Trẻ tỉnh Bến Tre tuần này đến đây là hết. Ngọc Hân và Lê Minh Thành trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho các đồng chí và các bạn. Xin hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong số Radio tuần sau, phát hành lúc 9 giờ ngày Chủ nhật 14 tháng 7 năm 2024 trên fanpage Tuổi Trẻ Bến Tre. Xin chúc các đồng chí và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người yêu thương. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.